đi xin ăn. Trời ơi, thấy thương nữa sợ không? Ôi trời ơi, thương quá trời thương hai đứa. Thương quá trời. Ở đây ăn nè. Lại đây con hai đứa. Đây, này hơi nhỏ. Đây. Ngồi đó ăn luôn hả? Xin cái khác cái gì? Biết mà. À không, xin tiếp phải không? Ăn nữa không? Nè, ở đây xong. Cái hộp đó có 1 hộp thôi à. Trời mưa quá, tội nghiệp ghê. Ngồi ăn nè. Con đứng ngoài trời con không lạnh hay sao con? Nói chuyện mà thở ra khói hết trơn luôn mà. Con không lạnh hả? À?